vừa ra mắt được một tuần, vị tướng mới Way đang nhận được ý kiến trái chiều từ khắp các khu vực trên thế giới. Có khen có chê, còn có cả những yêu cầu làm lại vị tướng bởi nó quá phức tạp. Không còn phải nghi ngờ gì khi những con số về tỷ lệ thắng của nghệ sĩ buồn bã đã chỉ ra điều đó. 32,74% ở đường giữa và 33,21% ở vai trò hỗ trợ. Một con số phải nói là thật sự quá tệ đối với một vị tướng vừa trào sân như Way. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, theo trải nghiệm của đa phần, cộng đồng đánh giá khá cao sức mạnh của vị tướng này. Sớ bộ chiêu thức giàu sát thương giống như một sát thủ đối lập pháp sư, sẵn sàng làm bay máu đối thủ của mình chỉ trong một combo. Vậy anh em đã biết cách sử dụng Way một cách chuẩn chỉ để leo rank chưa? Nếu chưa thì đây quả thật là đúng người đúng thời điểm. Cà phê Liên Minh đã nhanh tay lên sóng cho anh em giao bán Way để leo rank chuẩn chỉ hơn đấy. Nói đến đây là đủ để thấy hứng khởi và khơi dậy sự tò mò cho anh em rồi phải không nào? Vậy còn chờ đợi gì nữa? Vào ngay vấn đề chính thôi! Way là một vị tướng pháp sư có khả năng gây sát thương phép cao và có khả năng khống chế diện rộng. Tuy nhiên, không phải đơn giản là Way đang đánh giá cao dù gặp muôn vàn khó khăn sau khi vừa ra mắt không lâu với tỷ lệ thắng chạm đáy xã hội, nhưng sức mạnh của riêng vị tướng này đã dần được hình thành trong lối chơi. Điểm mạnh, Way có thể gây ra một sát thương phép cao bằng tất cả bộ kỹ năng Q, E và R của mình. Không chỉ vậy, vị tướng này còn sở hữu khả năng gây sát thương diện rộng và khống chế kẻ địch trong một thời gian cực kỳ lâu bằng kỹ năng R của mình. Đặc biệt, điểm được yêu thích ở vị tướng này chính là khả năng đẩy lính nhanh chỉ với kỹ năng W và Q của mình. Một người lính sẽ dễ dàng bị xóa sổ trong một nốt nhạc, bởi trong Liên Minh Thoại ở hiện tại, đa phần các vị tướng đường giữa luôn được ưu tiên khả năng dọn dẹp quái vật nhanh để tiết kiệm thời gian và can thiệp vào các đường nhằm tạo lợi thế tối đa cho đồng đội trong giai đoạn laning giống như Ahri hay Talia. Nhưng Way lại được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút khi có thể linh hoạt chuyển từ lối chơi make play cho đồng đội hoặc trở thành nguồn sát thương chủ lực cho cả đội. Về phần điểm trừ, như bao vị tướng pháp sư ở đường giữa khác, Way có lượng máu tương đối mỏng manh và không có chiêu thức chạy trốn. Vậy nên việc bị khai thác và hỏi thăm từ kẻ địch là điều dễ nhận ra đối với vị tướng này. Cộng thêm một điều làm người chơi cảm thấy ngao ngán khi Way có quá nhiều chiêu thức và để nhớ hết được tất tần tật những combo của Way quả thật là không hề dễ dàng một chút nào. Kỹ năng lại có phần khó sử dụng đi thành thạo, sẽ rất mất nhiều thời gian để tập luyện. Trên hết, Way có bể năng lượng rất hạn chế nên phải thường xuyên biến về hoặc lên trang bị hồi năng lượng thay vì tăng sức mạnh phép thuật. Vẽ tranh mà không dùng tia sáng khởi động chắc chắn sẽ khiến Way sớm cạn kiệt năng lượng và không thể đối phó với kẻ địch hoặc hỗ trợ đồng minh. Đối thủ của Way sẽ canh lúc AA thấp năng lượng để tấn công hoặc tận dụng nhược điểm kiểm soát năng lượng kém đó. Nhìn chung, Way là một vị tướng pháp sư tương đối khó sử dụng và chỉ những ai đang tìm cho mình một thử thách mới để trải nghiệm thì mới nên tìm đến vị tướng này mà thôi. Để mà vị tướng này có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình trong giai đoạn đi đường và giai đoạn cuối trận. Tuy nhiên, Way cũng khá mỏng manh và dễ bị bắt lẻ. Do đó, bạn cần chú ý giữ vị trí an toàn và sử dụng kỹ năng của mình một cách hiệu quả để tránh bị bắt. Way là pháp sư gây sát thương bằng kỹ năng nên việc lựa chọn bằng ngọc chính thiên thạch bí ẩn đang là sự lựa chọn tốt nhất cho Way ở thời điểm này. Vừa giúp Way có thêm khả năng gây sát thương lớn cả ở tầm xa lẫn tầm gần mà thời gian hồi chiêu cũng nhanh nữa cơ. Đặc biệt, lại còn cho thêm sát thương ngay từ cấp độ đầu của trận đấu, qua đó tạo thêm áp lực đối với bất kỳ vị tướng nào mà Way đối đầu, đồng thời mang đến sự cấu rỉa cực kỳ khó chịu. Ngoài ra, anh em nào vừa muốn cấu rỉa mạnh lại còn tích được phẳng nhanh thì đòn phủ đầu cũng là một sự lựa chọn không tới đâu đấy. Lượng kinh tế đem lại sẽ giúp cho Way rất nhiều trong việc hoàn thành sớm các trang bị trần phái, từ đó đạt ngưỡng sức mạnh sớm. Và lại, nếu bạn muốn đánh Way cực mạnh về late game thì đây chắc chắn là lựa chọn không thể nào phù hợp hơn dành cho bạn. Ở các lựa chọn còn lại, anh em có thể tùy cơ ứng biến theo kèo đấu, ưu tiên giải băng năng lượng để có thêm năng lượng mana sau khi tung chiêu cuối, như phải đối đầu với một kèo trên cơ và dễ thở. Nếu tiêm địch có quá nhiều sát thương phép, anh em nên đổi sang quả cầu năng lượng để tránh bị sốc chết. Tiếp theo sẽ là thăng tiến sức mạnh để lấy thêm thời gian hồi chiêu cho bộ chiêu thức và cuối cùng là thiêu dụi để có đôi chút lượng sát thương đốt để kết thúc nhánh pháp thuật. Ở nhánh phụ, anh em có thể cân nhắc giữa cảm hứng hoặc chuẩn xác. Cảm hứng thì sẽ lấy bánh quy với thấu thị vũ trụ. Nếu bánh quy bù đắp lại khả năng hồi phục có phần hạn chế của Way trong giai đoạn đi đường thì thấu thị vũ trụ giúp cho tốc biến được hồi nhanh hơn, sẵn sàng bất cứ khi nào cần dùng đến hoặc đơn giản là thoát khỏi các pha hỏi thăm của tiền địch. Ngược lại với cảm hứng, chuẩn xác với hiện diện trí tuệ và nhát chém ân huệ sẽ bổ trợ cho đầu ra của Way. Pháp thuật mà kết hợp với chuẩn xác thì đã mạnh lại còn mạnh hơn, vừa spam chiêu nhiều lại còn tạo ra lượng sát thương khủng khiếp. À, nhắc thêm về các phép bổ trợ, thông thường anh em sẽ nên sử dụng tốc biến với dịch chuyển như đa số các pháp sư, nhưng nếu muốn mạnh mẽ và đánh nhau từ giai đoạn sớm thì đổi dịch chuyển thành thiêu đốt để làm tí va cực căng luôn cho nóng, chứ ngại gì mà không thử đúng không nào. Về phần lên trang bị, chúng ta sẽ chia làm hai hướng. Thứ nhất là lối lên trang bị dồn sát thương đơn mục tiêu. Chúng ta có bão tố Luden, giày pháp sư, ngọn lửa hắc hóa là các trang bị chính, cung cấp đầy đủ cho Way về cả sức mạnh phép thuật, năng lượng, xuyên kháng phép lẫn tốc độ di chuyển để thoát khỏi các pha truy đuổi và chọn vị trí thuận lợi trong giao tranh.
Thứ hai là lối chơi cấu rỉa mạnh ngay từ giai đoạn đi đường với mặt nạ thấm khổ Landry, giày khai sáng Ionia, động cơ vũ trụ. Riêng mặt nạ cho lượng DPS ổn định, nếu đánh về lâu về dài thì các trang bị còn lại vừa cung cấp chỉ số sức mạnh phép thuật và thời gian hồi chiêu để Huy có thể liên tục spam kỹ năng của mình. Để hoàn thành bộ trang bị, anh em có thể cân nhắc giữa các trang bị sau: đồng hồ cát Zhonya để có thể sống sót trong giao tranh, mốc phù thủy Rabadon kết hợp trượng hư vô để dễ dàng thổi bay dàn chống chịu của team địch, hoặc chuyển sang quỷ thư Morello nếu kẻ địch có quá nhiều chiêu thức hồi máu. Tiếp theo là phần nâng kỹ năng sao cho hợp lý. Có vẻ phần này là phần đơn giản, nhưng trong vị tướng Huy, khi sát thương chủ yếu của vị tướng này nằm ở chiêu quy, trường phái, thảm họa nên anh em ưu tiên nâng cấp tối đa nó ở cấp độ 9 và tiếp đó là đến chiêu E trường phái thống khổ ở cấp độ 13 và cuối cùng là W trường phái bình yên ở cấp độ 18. Riêng chiêu cuối R vòng xoáy tuyệt vọng chúng ta sẽ nâng ở 3 mốc là 6, 11 và 16. Ở giai đoạn đầu trận, Huy có thể sử dụng kỹ năng Q để cấu rỉa máu đối thủ. Bạn cũng có thể sử dụng kỹ năng W để đẩy lính và kiểm soát tầm nhìn từ một khoảng cách rất xa. Có hai combo nên được vận hành ở giai đoạn đầu. Trước hết là combo cấu rỉa Q E Q. Combo này giúp bạn cấu rỉa máu đối thủ một cách hiệu quả. Kỹ năng Q sẽ gây sát thương phép lên kẻ địch, kỹ năng E sẽ làm chậm kẻ địch và kỹ năng Q tiếp theo sẽ kích hoạt nội tại của Huy và gây sát thương phép thêm. Cái đó là combo đẩy lính W Q. Combo này giúp bạn đẩy lính nhanh chóng. Kỹ năng W sẽ tạo ra một tượng Phật ảo ảnh gây sát thương phép lên lính. Kỹ năng Q sẽ kích hoạt nội tại của Huy và gây sát thương phép thêm. Ở giai đoạn giữa trận, Huy có thể bắt đầu gây sát thương chủ lực cho đội. Bạn cần chú ý sử dụng kỹ năng của mình một cách hiệu quả để gây sát thương tối đa lên kẻ địch. Combo gây sát thương lúc này sẽ là R Q E Q. Combo này giúp bạn gây sát thương diện rộng lên kẻ địch một cách hiệu quả nhất. Kỹ năng R sẽ tạo ra một cơn cuồng phong ảo ảnh gây sát thương phép lên kẻ địch. Kỹ năng Q sẽ kích hoạt nội tại của Huy và gây sát thương phép thêm. Ở giai đoạn cuối trận, Huy có thể sử dụng kỹ năng R để gây sát thương diện rộng và tạo đột biến cho đội. Bạn cũng có thể sử dụng kỹ năng của mình để khống chế kẻ địch và bảo vệ đồng đội. Trong các cuộc giao tranh dài hơi và các pha tranh chấp mục tiêu, kỹ năng kiểm soát không gian của Huy cực kỳ hiệu quả để chiếm ưu thế và kết thúc ván đấu. Tuy nhiên, anh ấy rất dễ lên bảng nếu đối phương luồn được vào tuyến sau hoặc bị dình khống chế tuyến đầu nếu chẳng may chơi quá hổ báo. Giữ khoảng cách sẽ giúp bạn sống sót, nhưng nếu lùi lại quá sâu về sau thì bạn sẽ bị cô lập và đồng đội không thể hỗ trợ bạn kịp thời. Mắc nhở thêm cho anh em một số mẹo đi đường để triệt hạ đối thủ. Hãy tận dụng tầm sử dụng xa của kỹ năng Q. Kỹ năng Q của Huy có tầm sử dụng tương đối rộng. Bạn có thể sử dụng kỹ năng này để cấu rỉa máu đối thủ từ xa và tránh bị đáp trả. Sử dụng kỹ năng W để kiểm soát tầm nhìn. Kỹ năng W của Huy có thể tạo ra một tượng Phật ảo ảnh. Bạn có thể sử dụng kỹ năng này để kiểm soát tầm nhìn và ngăn chặn những mối nguy hiểm đang rình rập. Sử dụng kỹ năng E để truy đuổi hoặc chạy trốn. Kỹ năng E của Huy có thể làm chậm kẻ địch. Bạn có thể sử dụng kỹ năng này để truy đuổi kẻ địch hoặc chạy trốn khỏi nguy hiểm. Nhắc đến giao tranh, ở đây mình sẽ gợi ý cho anh em cách để vận hành Huy hiệu quả mỗi khi bước vào một pha giao tranh. Nội tại của Huy, trước ký của họa sĩ, mạnh nhất khi tướng địch chụm lại với nhau để anh ấy có thể chồng vào những vụ nổ liên tiếp bằng hàm nha kinh hãi. Hoàn hảo nhất là khi Huy tìm được cơ hội triển khai chiêu cuối, vòng xoáy tuyệt vọng lên một nhóm kẻ địch, buộc chúng phải xé lẻ, ít nhất là vậy, hoặc là đối mặt với án tử. Sử dụng một vết nứt bỏng cháy được đặt ở vị trí đẹp có thể chia cắt hoặc hủy diệt tuyến trước của địch, hoặc đặt địa ngục nhãn tại vị trí hẹp có thể đảm bảo trói chân đối phương, tạo tiền đề cho việc đồng loạt tấn công hoặc phá giao tranh. Nếu kẻ địch ở tuyến sau tấp máu, hãy thử kết liễu chúng bằng sấm sét hủy diệt để biến cuộc giao tranh thành 5-4. Hoặc nếu đối thủ chơi an toàn và có dàn chống chịu chắc chắn, hãy dùng lửa tàn phá để lấy bớt máu của chúng cho tới khi chúng phải rút lui. Anh em còn có thể hỗ trợ đồng đội bằng cách dùng nước chảy thoáng qua để tìm vị trí thuận lợi hơn đối thủ cũng như vị trí đứng của cả đội. Phải dùng ánh nước phản chiếu để giảm thiểu sát thương và sống sót trong giao tranh trước các phá băng bổ vào của team địch. Sử dụng kỹ năng Q để đánh dấu kẻ địch trước khi sử dụng kỹ năng W hoặc E để gây thêm sát thương phép. Sử dụng kỹ năng R để kết thúc giao tranh hoặc để gây sát thương lên nhiều kẻ địch. Hãy cẩn thận khi sử dụng kỹ năng W vì ảo ảnh của Huy có thể bị bắt lẻ. Ngoài ra, ở đây bọn mình sẽ nói thêm một vài combo đơn giản để anh em áp dụng trong trận đấu, ví dụ như Q, E, Q, W hoặc Q, E, W, R đều là các combo sẽ giúp Huy gây ra lượng sát thương phép lớn lên kẻ địch, bổ trợ cho khả năng dồn sát thương vào một mục tiêu bất kỳ. Trái lại, Q, R, Q, E hoặc Q, W, R, combo này sẽ giúp Huy gây ra lượng sát thương phép lớn lên nhiều kẻ địch, hay nói đơn giản là cấu rỉa trong giai đoạn đi đường và trước thềm giao tranh. Anh em cứ spam trong giao tranh, kiểu gì cũng gây ra hàng tấn sát thương cho mà xem. Vừa dễ thực hiện lại vừa dễ vận hành nữa cơ đấy. Bên cạnh đó, có một số lưu ý mà anh em cần quan tâm như sau. Nội tại của Huy là một thứ vũ khí lợi hại, giúp anh em có thể gây sát thương phép nhiều lần lên kẻ địch. Do đó, bạn cần chú ý sử dụng kỹ năng của mình một cách hiệu quả để kích hoạt nội tại và gây sát thương tối đa lên kẻ địch.
Tiếp theo là một vị tướng pháp sư màu giấy và tương đối mỏng manh. Thứ mà anh em cần để tâm chính là vị trí của mình trong giao tranh. Việc giữ vị trí an toàn, tránh trở thành mục tiêu của kẻ địch và sử dụng kỹ năng của mình một cách hiệu quả để tránh bị bắt sẽ tạo ra hiệu quả tối ưu nhất. Cuối cùng là như đội ngũ làm game Rat đã nói, Huy là một vị tướng có lối chơi khá phức tạp. Vì vậy, để thuần thục vị tướng này, bạn cần thực hành nhiều để thành thạo vị tướng này. Ở đây chúng ta sẽ chia ra làm hai vị trí rõ ràng. Đối với Huy đường giữa, với việc bản chất là một tướng pháp sư mỏng manh và thiếu cơ động, Huy tất nhiên sẽ biến thành miếng mồi ngon cho các sát thủ, cộng thêm với trạng thái bị động trước những vị tướng có khả năng áp sát tốt như Fit, Zed hay Talon. Không chỉ vậy, Huy còn gặp khó khăn ở đường giữa nếu như phải chạm trán với các vị tướng có khả năng hồi phục lớn trong bộ chiêu thức như Vladimir, Salad, Galio thì khả năng cấu rỉa là điểm mạnh chính của vị tướng này sẽ bị giảm đi tương đối nhiều, từ đó áp lực tạo ra trong giai đoạn đi lane gần như là không có. Còn riêng với Huy ở vai trò hỗ trợ, nghệ sĩ buồn bã cũng có thể bị khắc chế bởi những vị tướng có chiêu thức khống chế cứng như Morgana, Nautilus, Leona hoặc các vị tướng có khả năng tạo ra phép như Braum, Janna đều là những nỗi khiếp sợ dành cho vị tướng này. Nhìn chung thì Huy mặc dù được đánh giá là tướng 200 năm tiếp theo, tuy nhiên việc có quá nhiều vị tướng khắc chế hắn ta làm cho mỗi khi khóa vào vị tướng này cũng cần phải được cân nhắc một cách kỹ càng. Ơ vậy là kết thúc video rồi à? Vậy là chúng ta đã tìm hiểu tất tần tật về cách chơi Huy rồi sao? Vậy anh em có cảm thấy tự tin và hứng thú để vác vị tướng này vào khuấy đảo các trận chơi nào? Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp anh em trong việc sử dụng vị tướng mới này và đừng quên để lại cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi tiếp nhé! Trước khi rời đi, đừng quên để lại cho tụi mình một like và một subscribe, ấn vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất của Cà Phê Liên Minh mỗi khi ra video mới nhé. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng tụi mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.